Giới thiệu các bác hai bức tranh đắp lỗi nhá. Chúng em đang có mặt tại Yên Mỹ Hưng Yên để hoàn thiện cho bác gia chủ hai cái bức tranh đắp lỗi. Một bức tranh ở bên phải là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ các bác ạ. Những nhà bác có điều kiện thì các bác có thể tham khảo những cái mẫu tranh này, cực kỳ là đẹp và tạo điểm nhấn cho không gian cực kỳ là nhiều, và với cái độ bền của nó cũng khá là cao. Thì các bác có thể xem và tham khảo nhiều mẫu tranh khác trong kênh của em. Và đây là gần như là khu vực đình, nên là các bác cái vẽ các cái bức tranh liên quan về đề tài Vinh Quy Bái Tổ và bức tranh đồng quê. Bên đây là một bức tranh đồng quê khác và chúng em gần như đã hoàn thiện xong. Phần ở ngoài trời này sau khi xong chúng em sẽ phủ bóng các bác nhé, thì đảm bảo cho độ bền. Các bác thấy là bức tranh khá rất là chiều sâu và có cái độ lỗi và gần như là các bác nhìn nó rất là thật. Tranh thì có hai yếu tố, đó là một là sắc nét, hai là có chiều sâu. Thì các bác có thể xem và tham khảo, nếu cảm thấy hợp lý thì có thể liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình, hoặc kết bạn Zalo em tư vấn và báo giá. Các bác cảm thấy hợp lý thì làm, cũng không sao các bác nhé. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều đội thi công, nhưng các bác cứ tìm hiểu và so sánh cho em cả về chất lượng và giá cả để tìm ra đơn vị tốt nhất các bác nhé.